Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo tin học không hạm. Trở lại với lập bài làm và app bán hàng. Thì lúc trước mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo cho giao diện bên cái phần màn hình thông tin của chúng ta. Chúng ta cũng đã thêm vào cho nó là một cái Google Maps như thế này. Thì trong bước này chúng ta sẽ đi vào phần việc là ốc chuyển dữ liệu chạy dưới dạng logo lên cho web service. Các bạn sẽ vào cho mình cái địa chỉ đường link là web của hostinger.vn. Rồi vào cho mình là web hosting. Thì trong đây các bạn sẽ đăng ký cho mình một cái host. Rồi các bạn click vào đặt hàng. Rồi các bạn click vào cho mình là thanh toán ngay. Thì ở đây mình đã có cho nó một cái tài khoản Google rồi, vì vậy mình sẽ click vào cho nó là đăng nhập. Rồi đăng nhập với Google. Ở đây thì các bạn click vào cho nó là tôi đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật. Sau đó các bạn nhấn vào cho mình là hoàn tất đơn hàng. Rồi sau đó các bạn nhấn vào cho mình là cài đặt. Thì trong đây nó sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bạn muốn sử dụng loại tên miền như thế nào. Nếu như các bạn đã có sẵn một cái tên miền rồi thì các bạn có thể chỏ vào cho nó cái tên miền ở phía dưới. Còn không thì các bạn cũng có thể tạo cho nó là một cái tên subdomain miễn phí. Rồi ở đây các bạn cũng có thể tạo cho nó ví dụ như là cửa hàng online. Rồi các bạn cũng thể chọn cho nó vùng server là của Europe. Mật khẩu thì các bạn nhớ là các bạn đặt như thế nào rồi đó, các bạn sẽ gọi lại. Rồi các bạn nhấn vào cài đặt. Rồi bây giờ các bạn sẽ click vào cái phần là quản lý. Ở đây thì nó chưa hiện lên cho chúng ta cái phần hosting chúng ta đã tạo. Thì click vào nó sẽ gợi ý cho chúng ta đây là cái phần chúng ta đã tạo rồi. Các bạn sổ xuống, chọn vào phần quản lý cho mình. Rồi đây là giao diện của cái phần quản lý hosting của chúng ta. Các bạn cũng có thể click vào phần thông tin chi tiết để cho chúng ta có thể xem coi trong đây nó có những gì. Rồi trong thông tin chi tiết ở dưới đây thì các bạn thấy là nó cung cấp cho bạn một cái đường dẫn đến cái website của bạn. Các bạn cũng có thể click vào. Rồi nó sẽ hiện ra cái website của mình. Đây là cái website chúng ta đã tạo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong. Thì trở lại bên cái tab của dashboard. Ở đây các bạn sẽ gửi những dữ liệu từ logo của chúng ta và insert vào trong cái database của cái thằng Hostinger này. Các bạn sẽ mở ra MySQL database. Rồi ở đây nó kêu các bạn là phải tạo cho nó là một cái database mới. Ở đây mình sẽ đặt tên database là sản phẩm đi. Còn tên của database thì mình sẽ đặt cho nó là phát. Mật khẩu thì mình cũng cho nó từ 0 tới 9 thôi. Rồi các bạn nhớ mật khẩu lát các bạn điền vào nha. Rồi các bạn nhấn tạo thì nó sẽ hiện lên cho các bạn ở phía trên. Rồi đây là mật khẩu và đây là tên người dùng của mình. Bây giờ các bạn kéo xuống thì nó đã tạo cho các bạn một cái thanh ở bên dưới. Bây giờ các bạn sẽ vào bên phần DB Admin. Thì dữ liệu lúc chúng ta vừa mới vào thì nó sẽ rỗng như thế này và không có database nào cả. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ cái thằng localhost của chúng ta. Các bạn click vào bên phần database của thiết bị. Rồi bây giờ mình sẽ xuất cho nó ra, click vào cái tab xuất. Rồi mình sẽ chọn cho nó là tùy thích và kéo đến dòng cuối cùng cho nó thực hiện. Rồi như vậy là nó đã tạo cho mình một cái dạng là SQLite cho cái phần database. Các bạn cũng mở tệp lên. Rồi ở đây mình đã đào sẵn cho các bạn một cái. Bây giờ mình sẽ đi vào bên cái phần thông tin chi tiết. Bây giờ mình sẽ trở lại bên cái phần admin của mình, bên cái host. Mình sẽ import vào cho nó. Các bạn chọn cho nó cái tab. Rồi truyền vào cho nó cái tab thiết bị này cũng được. Các bạn click vào open. Rồi click cho nó là go. Rồi như vậy là nó đã import những dữ liệu từ cái database localhost của chúng ta vào trong cái host mới. Và đây là những dữ liệu của chúng ta. Thì các bạn cũng có thể mở lên xem. Rồi đây là những dữ liệu mà chúng ta đã insert trong những clip trước.
ví dụ như vào sản phẩm đi, để coi nó đưa ra cho chúng ta bao nhiêu sản phẩm. Rồi như các bạn thấy thì vẫn là 21 sản phẩm như trên. Bây giờ các bạn sẽ trở lại bên cái phần database. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong là insert những dữ liệu vào. Còn những cái file mà chúng ta việc kết nối với database và móc dữ liệu thì chúng ta đưa vào trong cái host này. Bây giờ thì mình cũng sẽ thực hiện đưa vào dữ liệu cho các file đó. Các bạn sẽ mở bên cái phần bên tay trái có cái thu mục là tab file. Các bạn click vào quản lý file cho mình, tạo cho nó một cái tab mới ở cái bên. Thì như các bạn thấy, Hostinger File Manager chỉ có thể truy cập được qua cái gói Premium. Hồi xưa thì nó cho các bạn quăng trực tiếp các file vào trong cái trang web này. Còn bây giờ thì nó sẽ kêu các bạn là cài đặt cho nó một cái ứng dụng, đó chính là cái FileZilla này. Các bạn cứ click vào cái phần download ở trong đây. Rồi, mình cũng mở nó ra. Rồi ở đây nó có hỗ trợ cho các bạn là đối với các phiên bản khác nhau thì các bạn cứ bị cài đặt về. Và sau khi cài đặt về, ở đây nó có một cái bài hướng dẫn thì các bạn cứ click lên và xem thử. Bây giờ mình sẽ mở cái FileZilla của mình ra. Rồi, bây giờ mình cũng sẽ làm lại cái hướng dẫn trong cái bài viết đó, nó sẽ chỉ cho các bạn. Các bạn click vào cho mình là cái file, chọn Style Manager. Trong đây các bạn sẽ new mới cho mình một cái style. Rồi trong cái style này, đầu tiên các bạn truyền vào cho nó địa chỉ host, đó chính là địa chỉ host của FTP này. Truyền vào. Và các bạn nhớ khi các bạn copy thì các bạn đừng để khoảng trắng, nếu không nó sẽ bị lỗi nha các bạn. Và tên bọt của chúng ta thì ở đây nó gửi cho chúng ta là cái bọt 21. Truyền vào cho nó là bọt 21. Rồi những hình thức protocol thì các bạn cũng để như cũ. Các bạn quan tâm đến cái phần là login của cái dạng là như thế nào, chọn cho nó là normal. Truyền vào cho nó là tên của user. Rồi user của mình cũng truyền vào trong đây, copy lại và truyền vào. Mật khẩu thì từ 0 tới 9 của mình. Rồi sau đó các bạn nhấn cho nó là connect. Như vậy là nó đang connect tới cái phần host của mình. Thì sau khi nó kết nối xong, nó sẽ cho chúng ta hiện một số thông tin như thế này. Rồi như vậy là nó đã mở cho chúng ta một cái thư mục để cho chúng ta có thể chứa được những cái file bếp bay cho việc làm móc nối dữ liệu. Bây giờ mình cũng xóa đi những cái file không cần thiết này. Các bạn sẽ trở về bên cái phần thư mục mà chúng ta đã chứa những cái file, đó chính là htdoc. Rồi copy lại cái file. Ở đây mình copy nguyên cái folder cho nó nha các bạn. Bởi vì khi mình đi vào cái phần mà đọc dữ liệu trong các file thì mình đã gắn cho nó cái folder này rồi. Vì vậy các bạn sẽ copy nguyên cái folder cho mình. Rồi các bạn cầm và kéo trực tiếp vào bên trong cho mình. Thì các bạn đợi một chút để cho nó update cái file này lên. Rồi nếu như nó đã update xong thì nó sẽ báo cho chúng ta là transfer finish. Bây giờ các bạn sẽ tự click vào trong cái file này và nó có những gì. Rồi các bạn thấy đây là những cái file bên trong của mình. Thì ở đây mình sẽ chỉnh lại cho nó một chút. Đối với cái file kết nối, các bạn chọn cho nó là view edit. Rồi nó mở cái file lên cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ sửa lại cho nó cái phần host. Ở đây mình không còn sử dụng cho nó là cái host với dạng là local nữa. Bây giờ các bạn sẽ qua lại bên cái phần database. Các bạn chọn đến cái phần ở bên dưới. Thì cái phần host của chúng ta, các bạn sẽ copy phần này vào. Rồi chép vào cho nó là phần host. Tiếp theo là cái username của mình. Rồi mình cũng chép vào. Và mật khẩu thì hồi nãy các bạn tạo như thế nào thì bây giờ các bạn sẽ gọi lại. Của mình là từ 0 tới 9. Tiếp theo là database của mình. Rồi đây mình cũng chép lại database. Truyền vào cho nó. Và sau đó thì các bạn cũng lưu lại. Sau khi các bạn lưu lại thì bên FileZilla nó sẽ hỏi các bạn là các bạn có muốn update lại cái file này hay không. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là yes để cho nó update lại cái file này cho mình. Rồi sau khi update xong thì nó cũng báo cho mình là transfer finish. Bây giờ còn một cái lưu ý nhỏ. Thì chúng ta đã up hết file lên rồi, nhưng mà đối với project của mình, ở đây mình đang chạy dữ liệu với dạng là local. Các bạn sẽ về bên cái bucket của YouTube và cái class là server. Rồi ở đây địa chỉ của chúng ta vẫn là cái đường dẫn localhost. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn lại cho nó đường dẫn là từ cái host của chúng ta vừa mới tạo. Thì nếu như các bạn không biết đi vào cái phần host như thế nào, ở đây mình cũng hướng dẫn cho các bạn luôn. Các bạn sẽ trở về bên hosting.
Rồi bây giờ các bạn muốn truy cập vào cái file như thế nào thì các bạn sẽ trở về bên quản lý. Rồi như lúc đầu mình đã có nói là chúng ta muốn biết thông tin gì, các bạn cứ click vào thông tin chi tiết. Rồi sau khi vào được thông tin chi tiết thì các bạn cứ truy cập vào cái website này cho mình. Rồi click vào website thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta là những cái file trong cái website này. Click vào server. Rồi ví dụ như chúng ta click vào thử get loại sản phẩm đi. Rồi đây là đường link của nó. Nếu như các bạn không biết tên host thì các bạn có thể copy lại cái tên host này. Rồi chúng ta đưa trực tiếp vào cho cái localhost của chúng ta. Rồi copy lại đưa vào. Ở đây mình cũng xóa đi cái chữ HTTP vì ở phía trên mình đã thêm cho nó rồi. Bây giờ mình sẽ run project lại và kiểm tra cho các bạn xem. Thì trước khi run project thì mình cũng sẽ thử tắt SAM luôn để cho các bạn kiểm tra chắc hơn. Rồi mình sẽ quýt cho nó. Rồi như vậy là mình đã tắt SAM rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ run project lên cho các bạn xem. Rồi như vậy là project của mình đã được run lên. Bây giờ mình sẽ mở vào giao diện coi nó có hiện gì không. Đây là dữ liệu của chúng ta đang chạy dưới dạng là online nha các bạn. Rồi click qua điện thoại, đây là những giá trị online. Rồi click vào. Giờ ví dụ như mình thêm một cái giỏ hàng nào đó đi. Ví dụ như thêm vào cho nó là điện thoại S7H. Rồi thanh toán cho nó. Ở đây mình điền lại cho nó ví dụ như là thí nghiệm. Rồi số điện thoại mình cũng cho nó là một con số bất kỳ. Email thì mình cũng cho đại cho nó luôn. Rồi sau đó các bạn click vào xác nhận. Rồi như vậy là nó đã thêm dữ liệu thành công. Bây giờ mình sẽ xem bên cái phần database, quanh cái host của mình coi nó đã lưu được dữ liệu hay chưa. Rồi qua lại bên cái phần, vào phần BB admin của cái phần host của chúng ta và phần chi tiết đơn hàng. Rồi như các bạn thấy thì nó đã thêm cho chúng ta một cái sản phẩm là S7 với giá là 33.980.000. Như vậy là trong clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn là up dữ liệu của chúng ta từ local host lên cho web service. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.